diễn ra vào hai đêm tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần với nhiều chủ đề khác nhau để phục vụ cho nhiều quý vị khán giả khác nhau. Hy vọng rằng quý vị sẽ đến để ủng hộ cho chương trình và giới thiệu cho mọi người cùng đến xem chương trình của chúng tôi quý vị nha. Vào hai đêm thứ bảy và chủ nhật hàng tuần vào lúc 8 giờ tối. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị một đêm thật vui khi đến với sân khấu ca nhạc Sài Gòn Tonight của chúng tôi. Một tràng vỗ tay nữa cho tất cả chúng ta. Cảm ơn quý vị. Ngay bây giờ cùng nhau mở đầu chương trình sẽ là một ca khúc với những giai điệu cũng khá là vui tươi, trẻ trung để gửi đến quý vị ca khúc One Night Only. Và ca khúc này thì Tấn Hưng mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một cô gái rất là duyên dáng, với một giọng hát rất tình cảm và cũng đầy nội lực, và được yêu mến cũng như là trưởng thành từ chương trình Giọng Hát Việt ở mùa giải đầu tiên năm 2012. Mời quý vị cùng chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Đỗ Quyên mở đầu chương trình ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay dành tặng Đỗ Quyên, thưa quý vị. Đầu tiên cho phép Đỗ Quyên kính gửi đến tất cả quý khán giả trong tối đêm nay một lời chúc thân thương nhất ạ. Forever, the only true belief.